Chào thưa quan, chào các bạn. Bây giờ mình phải nói như thế này này. Đây là tên gọi là tướng Lương Xuân Việt, đấy là cái tướng nhảy dù của quân đội Mỹ, đã về hưu, nhớ ra đã về hưu. À, Đấy, coi trước như kia ấy, anh hiện tại là nên đã về hưu đúng hiện không anh? tại đã về hưu, quân đội hưu. Thế mình nói là cha của thằng này ấy, mình phải dùng từng thằng thôi, cha thằng này. Đấy là trước là lính thủy quân lục chiến của chính quyền Sài Gòn, mà chúng ta thường gọi là chính quyền Ngụy, đúng không? Của Sài Gòn. Đấy thì qua những tới 5 tháng ấy, chúng ta cho đi cải tạo giải phóng, cải tạo, và cha hắn được đi diện hát cô và đưa hắn sang bên Mỹ, và hắn học hành ở bên Mỹ, và hắn đã gia nhập cái đội quân của Mỹ, và hắn leo lên cái chức tướng của cái binh chủng nhảy dù của Mỹ, và bây giờ hắn đã về hưu. Thế Dạ mình phải ok nói là này, cái bản chất của cái thằng này anh hay Trung ơi, bạn anh Trung ơi, anh ơi em xin lỗi anh, em xin lỗi anh, cái tức là mình em muốn vấn đề để cho nó có sự khách quan á, thì vấn đề ạ. em cần em đang cần tìm hiểu ở đây, tức là hiện tại ông ta đã về hưu đúng chưa, còn vấn đề và cái nhân cách hay như thế nào nữa thì chúng ta sẽ đi sâu vào từng vấn đề và chúng ta Rồi sẽ thế nhìn nhận nhá, ra để chúng ta có cái để cho bà con ở trong cái nhà của Thưa Quang phải không? Thưa Quang cũng biết được cái này. Đây là nó cũng là một cái là đại hội của cái Hậu Duệ Cộng Hòa, nó là chỉ là phụ thôi. Còn cái mục đích của tên tướng Lương Xuân Việt này đấy là cái gì thì chúng ta phải nêu rõ lên cái mục đích tìm của hiểu nó, dạ cái đó là tìm hiểu về chúng nó. ta nên dạ đúng rồi em đồng ý với anh, thì tại vì em muốn đi từ từ vấn đề để cho nó ra nó rõ nó từng phần một, thì cái đầu tiên em muốn xác nhận tức là hiện tại là ông ta là về hưu, thì có nghĩa là chỉ là một người dân bình thường trên đất Mỹ thôi đúng chưa, thì Đúng ở rồi. đây thì em chỉ góp ý thế này, chúng ta không nhất thiết phải dùng gọi là từ tướng Lương Xuân Việt, mà chúng ta có thể gọi một cách nôm Tên. na là ông Lương Xuân Việt một cách rất là gọi là theo cái cách xã giao và lịch sự đúng không ạ, là hợp lý nhất, theo em là phù hợp nhất, không cần phải đề cập cái chữ tướng vào đây làm gì nữa, bởi vì ông ta đã về hưu, hoặc nếu mà đề cập về tướng là tướng tướng đã về hưu, ok cho nó đúng cái nghĩa, đúng cái câu chuyện, đúng cái bản chất vấn đề, thì Trung thấy thế nào? Dạ, theo em nghĩ thì để như này cho nó tiện, bởi vì chú Trung thì cũng đã quen, em đã quen trước, cũng đã tham gia live cùng với lại bác Chào anh Cẩm Tài. rồi các bác, dạ chú Peter Phượng, là em cũng đã quen nhưng mà cũng chưa trực tiếp giao lưu với chú lần nào. Thì để cho nó tiện thì theo ý cháu như thế này xem có được không chú nhé. Cháu sẽ khái quát qua một chút về cái tay này, bởi vì là ít nhiều gì, ví dụ như là chú là trước đây đã từng tham chiến thì chú cũng rất là hiểu, cũng biết về cái tay Lương Xuân Việt này. Thế nhưng cũng có thể một số anh chị em ít tìm hiểu thì có khả năng là cũng cũng chưa hiểu rõ lắm về cái tay này, thì cháu sẽ khái quát qua một chút. Đúng rồi, đúng rồi. Và sau đó Ừ, thì ok. cũng dạ mời chú chia sẻ về cái góc độ nhìn nhận về cái quan điểm của chú về cái tay này, về tiểu sử cũng như là về cái quan điểm mà hắn vừa chia sẻ trên clip vừa rồi đó. Thì cháu xin phép là cháu sẽ đi 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 theo cái hướng như vậy. Thì trước hết cháu khái quát về cái tay này một chút. Là cái tay này là hắn là sinh ngày 26 tháng 7 năm 1965 tại Biên Hòa, bây giờ Đồng Nai đó. Thì có trong gia đình thì là có 7 anh chị em, mà có duy nhất hắn là con trai thôi. Thì chính xác là bố của hắn là trước đây là cựu thiếu tá sư đoàn thủy quân lục chiến của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, hay còn gọi là Ngụy ngày xưa đấy, tên là Lương Xuân Đông, và đã qua đời vào năm 1997 tại tiểu bang California. Thì hắn qua Mỹ là năm 1975, thì lúc đó hắn mới 10 tuổi. Thì sau đó thì hắn đã cả gia đình là sinh sống tại cái thành phố Mountain View đó, tiểu bang California. Sau này hắn có học cử nhân, sinh học và cao học tại khoa học quân sự tại Đại học Nam California, và sau đó là tham gia và quân đội, và đã mang cấp bậc thiếu úy bộ binh năm 1987. Và qua quá trình đó thì hắn cũng trải qua nhiều cái giai đoạn và cũng được thăng quân hàm cũng như về chức vụ, ví dụ như từ cấp trung đội, đại đội, tiểu đoàn và sư đoàn, vân vân cả. Và hắn cũng đã từng tham gia vào cái chiến dịch gọi là người Iraq tự do, có nghĩa là chiến tranh Iraq đó.
tại chiến tranh Iraq đó, với cấp bậc là trung tá lúc đó. Và sau này thì hắn tham gia vào cái cuộc chiến tại Afghanistan và được thăng cấp bậc hàm đại tá, lúc này là sư đoàn trưởng, và tham gia tại Afghanistan. Và sau đến năm 2018, 2018 thì hắn được phong thiếu tướng và nhận nhiệm vụ là tư lệnh lục quân Hoa Kỳ tại Nhật Bản. Và đến tháng 25 tháng 6 năm 2021 thì là nghỉ hưu khi 65 tuổi. Đúng ạ, hiện nay là năm 2022 là 65 tuổi. Nghỉ hưu sau 34 năm phục vụ cho quân đội Hoa Kỳ. Ok. Đó là cái khái quát qua về một chút về tiểu sử và cái quá trình phát triển cũng như là quá trình tham chiến tại hai cái chiến trường, đó là chiến tranh Iraq và chiến tranh Afghanistan, cũng như là tư lệnh tại Nhật Bản. Đó là khái quát một chút và về tiểu sử, rồi thông qua cái clip mà cái quan điểm của hắn chia sẻ như vậy thì cũng mong chú Trung, là chú là thế hệ tiền bối, cũng là một trong những người lính đã từng tham chiến, thì chú chia sẻ cái quan điểm của chú về cái tay Lương Xuân Việt này, để có thể là thế hệ anh em cháu là đi sau thì có thể học hỏi thêm về cái tiếp cận thêm về cái thông tin. Dạ, cháu mời chú ạ. Dạ Dạ, vâng, em xin mời anh chào Trung. thưa quan, Dạ. chào các bạn như thế này này. Cái về cái sơ được cái tiểu sử ấy, tôi gọi bây giờ tôi gọi là cái thằng Lương Xuân Việt này, cho nó nảy. Cái tướng ta ta gì nó. Vậy đây này, này, cái tiểu sử nó thì thưa quan nó rất rất chính xác, cái con đường của nó mặc áo lính của quân đội Hoa Kỳ. Hoa Kỳ. Thế mình có nói thế tại sao ấy, đặt ra là tại sao ngày xưa ấy, trước khi hắn còn ở trong quân Hoa Kỳ, hắn không đả động gì đến vấn đề này. Đấy. Thì nguyên nhân chúng ta phải tìm đến nguyên nhân là tại sao hắn lại nói điều này. Bạn thơ quang và các bạn biết là tại sao hắn lại đứng trong cái hàng ngũ đấy mà hắn nói như thế không? Bởi Dạ, vì khi đang một tướng Mỹ ấy, là một tướng tài nha, tướng tài, mà cái đồng lương hưu của người tướng Mỹ thì nó nhiều ấy, thì nó cũng cũng không phải nó làm như thế. Chúng ta biết rõ bản chất của thằng này hiện nay đang muốn tìm cái lá phiếu của những thành phần chống cộng ở hải ngoại, mà nhất là còn là bảo hộ ra ngoài. Hắn đang ấy là muốn là tranh cử đấy, vào cái chức nghị viên, nghị viên. à Do vậy muốn lấy được cái lá phiếu của người dân và ở hải ngoại thì bắt buộc phải nói xấu cộng sản, nói xấu cộng sản và lâng bi các thành phần còn ở chống cộng cực đoan và những cha ông của bọn chúng sang bên đấy. Thì chúng ta phải nói đây đó, nó nói được quân lực Việt Nam Cộng Hòa này, binh chủng thủy quân lục chiến, binh chủng nhảy dù, mà quân lên Mỹ còn phải học. Xin lỗi các bạn một điều, hắn nói ở đấy thôi đấy, hắn nói ở đấy thôi, chứ nếu mà hắn lên trên mạng mà hắn nói thế chúng ta phản biện ngay được Dạ cái vâng. chuyện đó đâu. Tài tài thế, giỏi thế mà sao lại phải tụt quần đu càng, giỏi thế sao mà lại phải thua ở tại Việt Nam, binh chủng là đến tướng Mỹ còn phải học. Ôi mẹ, những người nói mà cảm thấy mẹ nó chỉ là cái đi lân bi cho mấy cái thằng lính nát ở cái bên bên đất Mỹ thôi, chứ còn chả làm gì được cả. Chúng ta phải biết để xem, chúng ta xem tất cả những cái gì mày muốn nói tài nói giỏi gì, nhưng cha ông chúng mày đã thua. Mà bản thân chúng mày ấy, cái thằng Lương Xuân Việt này, khi còn là lính của Mỹ tham chiến ở Iraq, chúng ta biết là quân đội Iraq, quân đội Mỹ ở Iraq ấy không bị của dân quân dân Iraq đánh cho vẹn nên bạc mặt đây chứ. Nên sang đến Afghanistan thì cũng cũng chết nghe. Vậy sao phải chả phải phải bỏ về đó, tài giỏi gì. Bây giờ về hưu ấy, thực ra đấy trong cái chiến công của cái tên Lương Xuân Việt này thì chúng ta xem nó có chiến công gì không. Bây giờ chúng ta viết thì ăn theo nói neo để mà lên trên đấy, để mà kiếm cái lá phiếu của cái người dân gọi là cái gọi là tị nạn nghe. Chứ có cái gì đâu, nếu như không trúng cử rồi hắn cái tài nó lại nói khác nghe. Chứ đừng có nói gì về cái chuyện mà là ở cộng sản thế nọ cộng sản thế kia, giải phóng để làm gì, trời hòn ngọc của Viễn Đông cũng sẽ ôi chết 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 cái Sài Gòn ngày xưa là hòn ngọc của Viễn Đông, trời ơi,
đúng là phải nói thật là một cái tên gọi là tướng, nhưng mà tướng được phải nói là nếu như ấy mà ngày xưa anh sinh ra trong thời chiến tranh Việt Nam ấy, thằng tướng này ấy, thì chắc là phải bại trận 100.000 lần với quân giải phóng của mình thôi. Đấy. Chứ chả có làm được cái trò chống gì cả. Nên mạng nói thì chúng ta thấy nói không? Đấy, đọc sách nọ đọc sách kia thầy ơi, nói ra là cái quân lực Việt Nam Cộng hòa có tổ quốc, danh dự và trách nhiệm. Thế tôi hỏi các bạn, cái tổ quốc của nước Sơn Việt ở đâu? anh anh Hiện anh nay tổ anh quốc của Trung nước Sơn Việt anh ở Trung đâu? anh Trung anh Trung À. em xin phép anh cái đoạn này á, tức là nhân tiện anh vừa đề cập tới cái câu khẩu hiệu tổ quốc, danh dự và trách nhiệm gì đó đúng không ạ? Ok. Và vấn đề đó là cái nhân vật Lương Xuân Việt này đã đề cao về cái khẩu hiệu đó, và chúng ta có thể hiểu nôm na rằng là ông ta muốn vinh danh cái điều đó. Thì nhân tiện đây nó có ngay và luôn, thì em xin chia sẻ một đoạn clip nó liên quan về những người gọi là chế độ Việt Nam Cộng Hòa đó, để xem cái khái niệm mà tổ quốc, danh dự và trách nhiệm nó có trong cái hình ảnh của cái đoạn clip sau đây hay không ha. Em xin phép tôi gián đoạn anh tí và mọi người tí, Ok. và để tôi quay xin bổ sung cái điểm này. Mọi người nghe tiếng âm thanh tiếng súng đúng không ạ? Đâu rồi? Kỳ vậy? Người thấy rõ không ạ? Thấy rõ rồi cái đoạn clip này không ạ? Đó. Đó, đây là cái hình ảnh một người lính Việt Nam Cộng Hòa. Người lính Việt Nam Cộng Hòa thì chúng ta có thể hiểu đây là một cái đoạn clip trong cắt ra được trong cái đoạn phim tư liệu. Thì trong vấn đề khi xảy ra cái vấn đề gọi là giao tranh á, giao tranh thì người lính đó lại núp sau lưng những người dân. Những người dân thì họ có động thái gọi là họ giơ tay để báo hiệu cho ở phía bên kia biết rằng là chúng tôi tay không, không có vũ khí gì cả. Thì người lính của Việt Nam Cộng Hòa đó thì mới có một cái động thái là núp sau lưng những người dân đó, và dường như là muốn mang những người dân đó ra làm cái bia đỡ cho mình. Để làm gì? Thì họ thừa hiểu được rằng khi giao tranh đó thì bên đối phương, mà chúng ta có thể hiểu thời điểm đó là quân quân đội quân giải phóng đúng không ạ? Thì họ thấy dân thì chắc chắn họ không thể nào nổ súng được. Thì ở đây là những người gọi là lính Việt Nam Hòa họ lại mang cái điều đó ra để họ áp đặt ngược lại, là mang cái người dân ra làm bia đỡ đạn, tránh cho quân giải phóng bắn vào những người lính Việt Nam Cộng Hòa. Thì trong đó đó mọi người thấy rõ không? Và cái câu mà khẩu hiệu đó, danh dự, trách nhiệm, quốc gì tổ quốc gì đó, nó có phù hợp với cái hình ảnh hay không? Có phải nó có gì đó nó phản nghịch không? Thì em xin mời cái góc nhìn của anh Trung ạ. À. Đấy, thì mình xin phép các bạn mình nói tiếp. Đấy. Hắn nói rằng là tổ quốc, phim đặt vào tổ quốc của nó ở đâu? Đấy, đấy mà danh dự một lúc đích dân à, danh dự và trách nhiệm từ tướng ta bỏ chạy, các bạn thấy sao? Từ biển Đà Nẵng đến trở vào, quần áo của Linh Ngụy nó vô tội vạ, cởi càng nhanh càng tốt. Ôi, danh dự và trách nhiệm với vợ tổ quốc như thế à? Thế mà hắn nói rằng là danh dự này, tổ quốc này, danh dự và trách nhiệm của một người lính, thì thử hỏi xem là trách nhiệm nó ở đâu. Mà tại sao hắn lại nói là bị Mỹ bỏ rơi, đúng không? Đúng là các bạn thấy nghe là hắn nói là chúng ta bị Mỹ bỏ rơi. Thế tại sao Mỹ lại bỏ rơi? À, phải đặt này câu hỏi với Lương Xuân Việt rằng tại sao cái chế độ Việt Nam Cộng Hòa Chào thứ nhất. Chú chào mà bạn. lại Mỹ bỏ vậy đấy, Mỹ lại bỏ rơi, bởi vì nó không thể nuôi nổi một cái đội quân chỉ biết ăn nhé, chỉ biết ăn chơi, chỉ biết tiêu tiền của nó
nhé, không làm gì cho nó cả, đúng không? Bởi vì tại sao năm 1968 ở miền Nam đấy vừa tấn công và nổi dậy, đánh cho Mỹ, ngụy Mỹ biết như thế nào đấy, sử dụng đội quân của ngụy nó như thế nào, đúng không? Chúng ta đánh vào tận thành phố Huế, thành phố Hồ Chí Minh đấy, quân ta đánh tràn lan như thế, mặc dù trong trận đó chúng ta chưa giải phóng được, nhưng nó một lời cảnh tỉnh cho đế quốc Mỹ, có nên nuôi cái nũ quân này không, đúng không? Do vậy từ năm 1968 đến năm 72 trên các chiến trường chúng ta đánh đánh lên đánh xuống để cho địch được phải sợ, và bắt buộc đến năm 1973 Mỹ phải ký vào cái hiệp định Paris rút quân về nước, bởi vì nó không thể nuôi nổi được 58 vạn gần nghìn quân Mỹ đã ở Việt Nam và các quân chưa học ở miền Nam Việt Nam. Mỹ đã phải ký vào cái hiệp định Paris để rút quân về nước, rút quân về nước bỏ lại cái mấy thằng ngụy đấy. Cái năm 75 thì chết sạch, đúng như lời Bác nói, đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhà, sang đấy còn vinh vang bị Mỹ bỏ rơi, mà bây giờ vẫn vinh vang được tổ quốc, danh dự và trách nhiệm. Trách nhiệm ở đâu? Thế cái mục đích này ấy, thì tôi chỉ nói như này để các bạn nói thêm này. Cái mục đích cái thằng Lương Xuân Việt này ấy, là chỉ để kiếm cái lá phiếu đấy, kiếm lá phiếu để trúng cử chức gọi là cái gì vào nghị viên đấy, ở cái thành phố nào đó, nghị viên thành phố nào đó thôi. Chứ còn bản thân nó làm là cái gì? Ra vẻ giống cậu chúng ta thấy không? Mỗi một lần đấy, mỗi một lần các nghị viên người Mỹ gọi là người Mỹ biết nói tiếng Việt mà tranh cử chức nghị viên ấy liền đấu đá nhau tùm lum cả đấy, thành ở cái phố buôn xa gọi là nơi gió tanh mưa máu ấy nhé. Đấy, nào vu cho ông này là Việt gian rồi, bà kia là gián điệp, bà kia là cộng sản tràn lan khắp nước Mỹ. Thật ra thằng Lương Xuân Việt là mới về hưu, cho nên muốn kiếm một cái chức nghị viên nào đó, nghị viên nào đó để có tiếng nói trong cộng đồng, nói thế thôi chứ rồi nó cũng cái đời này nó cũng như là mình cứ coi nó là con chó đẳng thôi mà. Bây giờ, ok, ok, cảm ơn sự chia sẻ của Trung và từ để cho anh trả lời Nguyễn Văn Tân nữa, rồi bớt lên làm lèm lên các diễn đàn và sóng đi, không kiếm ăn làm gì được đâu. Tôi xin lỗi bạn nhé. Không không bạn anh Trung ơi, anh cái này anh hiểu lầm rồi, tức là Nguyễn Văn Thân đang reply trả lời cho một cái người khác á, cho nên anh đừng có hiểu sai vấn đề. Thì ở đây là khoan em xin phép anh Trung chút xíu. Ở đây mình xin chào bạn Viễn Du, thì mình nói với bạn thế này là Viễn Du ạ. Cái nguyên tắc anh em trong đây thì mình hoan nghênh tất cả, nhưng mà đề nghị mọi người vào đây tham gia thì nên đi theo chủ đề ha. Còn những vấn đề cá nhân gì của ai ấy, thì rất mong mọi người không có đề cập trong cái buổi live hôm nay và cụ thể là trong diễn đàn này. Đó là cái quy tắc của diễn đàn của bên Thơ Quang chơi vậy ha, Vĩnh Du ha. Đó thì anh Trung cũng đừng hiểu sai. Vấn đề là như vậy, thì tức là quan điểm của anh Trung, đúng không ạ? Quan điểm của anh Trung khi nghe qua cái đoạn clip của bạn Trung vừa mới đưa đó, thì với cái quan điểm của anh là anh cho rằng là nhân vật Lương Xuân Việt chẳng qua là làm cái điều này là vì là muốn có mục đích gì đó cụ thể, là muốn kiếm một cái lá phiếu hay là một cái gì đó vào cái chân nghị viên ở khu vực ở cái địa phương nào ở bên Mỹ, đúng không ạ? Đúng rồi. Dạ dạ, ok. Rồi xin mời Trung. Mình phải nói thêm một đoạn như thế này này. Nói để các bạn, có thể các bạn trẻ đây trên thế giới có các bạn trẻ không? Các bạn chưa có điều kiện mà tham gia những cái cuộc chiến, thì các bạn mới biết rằng những cái năm tháng sụp sôi ấy mà chúng ta giải phóng hoàn toàn miền Nam ấy, các bạn biết rằng chúng ta trong dự kiến của Bộ Chính trị và Bộ Quốc phòng chúng ta giải phóng miền Nam trong 25, 75 và 76, đúng không? Bởi sao? Nhưng tại sao năm 75 chúng ta đã giải phóng rồi? Bởi vì chúng ta bắt được cái điểm yếu của chính quyền Sài Gòn,
mà rõ ràng cái câu nói của một ông tướng biết rằng bên nào có Tây Nguyên thì có cả miền Nam đó, mà chúng ta mở được chiến dịch bằng tháng vào tháng 3 năm 1975 ta đánh Tây Nguyên, và chúng ta không ngờ một trận chiến đấy thắng lợi những cái mình vẻ vang như thế đấy, để cho bọn nó tan tàn sẵn nghe, từ đấy trở đi chúng ta bắt đầu ta đánh đấy. Thế còn nếu mà nói chuyện về vì chiến tranh giải phóng Tây Nguyên bằng cái chiến thuật gì và chiến lược như thế nào thì chắc là cái diễn đàn này cũng không có thời gian để mà nói, là chúng ta phải nói về cái rồi. Tên Lương Xuân Việt chỉ muốn kiếm ra phiếu nào thôi đấy. Cho nên là mà mình cũng xin phép bạn chia sẻ đến đây đấy, còn lát nữa mình có gì mình sẽ lên sau nhá. Ok, xin chào các bạn, cho các bạn chia sẻ nha. Ok, chào vâng, chào chú Trung. Ok, và cũng nó rõ là mọi người đó là cái quan điểm của anh Trần Thành Trung về cái nhân vật Lương Xuân Việt.